Xin chào tất cả mọi người. Ở video trước thì em đã có giới thiệu với mọi người về tổng quan của dự án La Vita Thuận An nằm tại góc mũi tàu đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Quốc lộ 13 Đại lộ Bình Dương ạ của chủ đầu tư là tập đoàn Hương Thịnh. Thì à, hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người về căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh có diện tích là 69,08 m2. Khi vừa bước vào căn hộ thì chúng ta có thể nhìn thấy là khu vực phòng khách ở phía bên trái là chúng ta sẽ có khu vực là phòng bếp và khu vực là chậu rửa. Cũng giống như các dự án khác thì khu vực phòng bếp mình sẽ được bàn giao là có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bàn bếp, mặt đá hoa cương và khu vực uh, chậu rửa này y chang luôn nha mọi người. Còn uh, khu nội thất mà ở ngoài phòng khách này á thì là công ty em đề cô để khách hàng dễ hình dung thôi, chứ còn bên công ty em sẽ không bàn giao nội thất. À, phía trên trần thì mình cũng sẽ có trần thạch cao y chang như thế này luôn ở phía ngoài khu vực ban công thì chúng ta sẽ có ban công kính như giống y chang như thế này đấy ạ thiết kế bằng kính cho nên mà mình nhìn sẽ rất là rộng rãi và ở đây mình có thể để máy giặt ở phía ngoài và lắp dàn phơi ở đây được luôn em nghĩ là mình nên lắp dàn phơi thông minh để nó gọn khu vực phòng khách này thì em thấy đề cô như công ty em cũng khá là hợp lý mình có phòng khách có bàn ăn. Ở đây mình sẽ có là nhà vệ sinh ở phía ngoài. Đây ạ. À. Thiết bị vệ sinh thì mình sẽ được bàn giao y chang như nhà mẫu này luôn nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ qua xem các phòng thì ở đây là phòng thứ nhất. Mình cũng sẽ được là bàn giao là có trần thạch cao sẽ giống y chang như thế này. Một điểm khác biệt đó là cái Tường ngăn của căn phòng này thì sẽ dùng là bằng kính, kính cường lực chống tia UV. Sẽ giống y chang như thế này. Tại khu vực phòng ngủ mình cũng được lát sàn gỗ y chang như thế này luôn. Và đây là phòng ngủ thứ hai Sẽ có một nhà vệ sinh ở đây luôn. Nó sẽ giống với nhà vệ sinh ở bên kia. Thiết bị vệ sinh cũng sẽ được bàn giao y chang như thế này luôn. Tại khu vực phòng ngủ thì mình có thể đề co ở đây là tủ quần áo, một cái vách ngăn bàn trang điểm, giường, cửa sổ ở đây em khá là ấn tượng là cửa sổ của căn này rất là lớn. Nếu như mình mua các căn mà ở khu vực nhìn ra hồ bơi thì view sẽ rất là đẹp đấy ạ. Mình vừa nhìn xuống hồ bơi vừa nhìn xuống khu sân vườn hồ cảnh quan. Em xin nhắc lại một lần nữa đó là công ty em chỉ bàn giao nội thất cơ bản. Tại khu vực bếp thì mình sẽ có tủ bếp trên, tủ bếp dưới. À, khu vực bàn chậu rửa tại khu vực nhà vệ sinh mình sẽ có đầy, hầu như là đầy đủ các thiết bị vệ sinh mình sẽ được bàn giao là có trần thạch cao và tại khu vực phòng ngủ thì được lát sàn gỗ còn khu vực phòng khách bếp mình sẽ được lát gạch bóng gương 60 60 còn những thứ như là sofa giường tủ bàn ghế thì mỗi người mỗi sự thích cho nên à, công ty em sẽ không bàn giao cái hạng mục này mà quý khách hàng có thể là tự đề cô theo ý của mình nếu như mọi người chưa xem video tổng quan về dự án thì mọi người có thể xem video trước đó em đã đăng nhé. Quý cô chú anh chị có nhu cầu tìm hiểu và tham quan về dự án này, vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Số điện thoại của em là 0783 368 333. Em cảm ơn mọi người đã xem hết video ạ. Mọi người đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để mình xem tiếp những video sau nữa nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.